chào mừng các bà mẹ trẻ thân yêu đến với video hôm nay. Sau thời kỳ mang thai và quãng thời gian sinh nở, việc chăm sóc bản thân và em bé trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong video này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn 8 bước quan trọng cần làm khi ở cữ, giúp những người mới làm mẹ vượt qua những thách thức và tận hưởng hành trình làm mẹ một cách tốt nhất. Mang thai 9 tháng 10 ngày, khai hoa nở nhụy, tất cả chỉ mới bắt đầu cho giai đoạn khốn khó hơn, ở cữ. Các bà mẹ lúc này thậm chí còn vất vả hơn giai đoạn mang bầu. Vừa đau vết sinh nở, vừa chăm đứa con bé bỏng, mẹ cũng nên dành một phần chăm sóc cho bản thân. Một mặt, việc kiêng cữ đúng cách có thể cho phép mẹ hồi phục cơ thể và chữa khỏi một số vấn đề trước đây. Mặt khác, nó cho phép mẹ có khẩu phần ăn chất lượng cao, đủ sữa cho em bé. Có thể nói, nếu kiêng cữ tốt, mẹ sẽ tái sinh, ngược lại, sẽ lão hóa nhanh chóng. Sau sinh, có 8 bước mẹ cần làm thật tốt để ai cũng trầm trồ gái một con trông mòn con mắt. Bước đầu tiên là nghỉ ngơi đầy đủ và không làm việc quá sức. Ở cữ là khoảng thời gian tốt nhất trong đời người phụ nữ để cải thiện thể lực. Mẹ cố gắng không vận động quá nhiều sau sinh, mẹ sinh mổ cần nằm nghỉ trên giường, còn mẹ sinh tự nhiên thì có thể vận động nhẹ nhàng. Trong thời gian ở cữ, cố gắng không tự chăm sóc con, có thể nhờ mẹ chồng hoặc chồng chăm trong tháng nghỉ ngơi. Điều mẹ nên làm là đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ và không làm việc quá sức. Vì khi mang thai, tử cung to lên, gánh nặng cho phổi tăng lên, đồng thời xương, da, khớp, dây chằng cũng có những thay đổi tương ứng. Trong quá trình sinh nở, chảy máu nhiều, đổ mồ hôi, suy nhược cơ thể, mẹ cần thời gian để hồi phục. Thời gian ở cữ truyền thống là 30 ngày, theo khoa học, sau khi sinh, các cơ quan trong cơ thể cần 6 tuần để khôi phục lại trạng thái trước khi mang thai, tức là 42 ngày. Bước thứ hai là không ăn nhiều, ăn đầy đủ để phục hồi tốt, đủ sữa. Để phục hồi tốt và đủ sữa, dưới sự giám sát của người nhà trong hơn 1 tháng, nhiều bà mẹ đã ăn 5, 6 bữa một ngày, canh cá, canh gà, cháo trà là đỏ, trứng hầm đường nâu, để phục hồi và cho con bú. Khẩu phần 1 tháng gần như bắt kịp toàn bộ thai kỳ. Trong thời gian ở cữ, mẹ rất cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để cơ thể phục hồi tốt hơn. Tuy nhiên, bữa ăn gia đình cần chú ý độ mặn thích hợp, phối hợp giữa thịt và rau, ăn ít, nhiều bữa. Dinh dưỡng phải phong phú, ăn uống điều độ da sẽ đẹp hơn, sữa mẹ cũng nhiều lên. Hạn chế ăn đồ sống, lạnh, cứng. Răng sản phụ nhạy cảm hơn trong thời gian nằm cữ, đồ ăn cứng không thích hợp để nhai và tiêu hóa. Bước thứ 3, nuôi con bằng sữa mẹ. Muốn nhiều sữa thì phải cho bé bú nhiều, kích tiết sữa, tất nhiên còn liên quan đến chế độ ăn uống, ngủ nghỉ. Ngoài ra, không nên dùng bữa ăn quá nhiều calo, mà nên căn cứ vào dinh dưỡng cần thiết để nạp vào. Nếu không có thể dẫn đến để dư thừa calo, cơ thể trở nên thừa cân trong thời kỳ ở cữ. Bước thứ 4, chú ý vệ sinh. Ở cữ khoa học nên chú ý vệ sinh, không chỉ đánh răng mà còn đi tắm. Nếu sợ người lớn tuổi trong nhà lo lắng thì có thể tắm gội sau, 7 ngày sau sinh tự nhiên có thể gội, 10 ngày sau sinh mổ cũng có thể gội. Khi tắm vào mùa đông, nhất định phải làm nóng phòng tắm trước, sau khi tắm rửa, mặc quần áo, lau khô tóc nhanh chóng. Do một phần chất lỏng tích tụ trong cơ thể khi mang thai phải thải ra ngoài, mồ hôi ra nhiều hơn, mồ hôi và bụi bẩn sẽ làm bẩn quần áo nên cần tắm giặt, thay đồ lót thường xuyên để giữ da sạch sẽ. Bước thứ 5, vận động nhẹ nhàng. Người mẹ mới sinh gầy yếu thiếu khí huyết, các cơ quan nội tạng cần trở về vị trí ban đầu, tử cung cần bài tiết sản dịch, vì vậy sau khi sinh cần vận động thích hợp. Các hoạt động có thể làm cho khí và máu của con người lưu thông và làm cho các cơ quan nội tạng mạnh mẽ. Nằm trên giường quá lâu sẽ khiến tinh thần mệt mỏi, không có lợi cho việc thải ứ huyết. Các bà mẹ sinh thường có thể ra khỏi giường để đi nặng từ 6 đến 8 giờ sau khi sinh. Các bà mẹ sinh mổ cần đảm bảo nghỉ ngơi tuyệt đối trên giường trong 24 giờ sau khi sinh và có thể tập đi, đứng càng sớm càng tốt. Bước thứ 6, không được khóc lâu trong thời gian ở cữ. Hầu hết các bà mẹ sẽ nhạy cảm hơn về mặt cảm xúc trong thời gian ở cữ, biểu hiện thành những cảm xúc tiêu cực như cô đơn và bất lực, bất bình và buồn bã, nghi ngờ và cáu kỉnh. Nhiều bà mẹ cho biết, sau khi sinh con, vết thương thể xác chưa lành lại còn phải chăm sóc con nhỏ. Thậm chí có người còn xảy ra mâu thuẫn gia đình. Đối mặt với những áp lực này, các bà mẹ luôn muốn khóc, họ đã rất yếu đuối sau đó. Sinh xong, nếu còn khóc thường xuyên sẽ không tốt cho mắt mũi, phục hồi cơ thể, thậm chí còn gây ra tình trạng mất sữa. Bước thứ 7 là đề phòng gió trong thời gian ở cữ. Trong thời gian sản phụ ở cữ cần giữ ấm để tránh sinh phong hàn. Cần lưu ý rằng cái gọi là phòng ngừa gió, sau khi sinh con là đề cập đến việc ngăn ngừa gió và cảm lạnh ngoại sinh. Khi thực hiện thông gió, có thể lựa chọn mở cửa sổ để thông gió khi thời tiết không quá lạnh, không có gió, ánh nắng vừa đủ, không nên kê giường sát cửa sổ hoặc đối diện với cửa sổ. Bước thứ 8, chừa muối hột rang lên bụng. Với nhiều mẹ, bé ra đời nhưng bụng mẹ vẫn còn những ngấn thịt, vòng eo thon thả không còn nữa.
Trên thực tế, nhiều sản phụ rất lo lắng về vòng bụng ngấn mỡ, nhưng không biết làm cách nào để giảm béo. Trên thực tế, chườm bụng bằng muối hột giang là phương pháp được dân gian áp dụng từ xa xưa, đến nay vẫn còn hiệu quả. Trên thị trường cũng có nhiều sản phẩm tiện lợi cho mẹ, không cần phải lích kích chuẩn bị như trước đây. Hy vọng rằng những bước chăm sóc mẹ và bé mà chúng tôi đã chia sẻ trong video này sẽ là những hướng dẫn hữu ích cho bạn trong thời kỳ ở cữ. Hãy nhớ, làm mẹ không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng với sự quan tâm và chăm sóc đúng đắn, bạn sẽ tự tin vượt qua mọi khó khăn. Cảm ơn bạn đã xem video, đừng quên đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích về chăm sóc sức khỏe mẹ và bé. Chúc bạn một thời kỳ ở cữ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.